Chào em, hôm nay chúng ta sẽ đến bài học thứ hai. Đó là về phần nguyên âm dài, nguyên đơn, y. Ok, let's get started. Trong phần nguyên âm đơn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, các em sẽ học sẽ là cách phát âm của âm y như thế nào. Và sẽ học tìm hiểu xem là trong tiếng Việt của chúng ta thì có những chữ cái nào sẽ được phát âm là âm y. Và sau đó sẽ có một số bài tập áp dụng để các em có thể nhận biết được âm y trong từ và trong câu. Chúng ta bắt đầu nhé. Âm y của chúng ta chính là âm đầu tiên trong bảng phiên âm của chúng ta. Phát âm âm y thì như thế này. Các em quan sát hình vẽ trên bảng. Chúng ta thấy rằng là phần trước của lưỡi của chúng ta là hướng lên trên như thế này. Đó, miệng của chúng ta thì mở rộng. Đây. Cái âm này của chúng ta gọi là âm rất là thân thiện. Các em biết tại sao không? Bởi vì khi các em phát âm âm này thì miệng của chúng ta mở rộng như này, như là chúng ta đang mỉm cười vậy. Đấy, khi các em phát âm y thì các em chỉ việc là gì? Mỉm cười thôi là chúng ta có thể phát âm được âm này. Nhìn cô phát âm nhé. Y. Y. Okay. Let's look at some examples. Listen carefully and repeat after me. Các em hãy cùng xem một số ví dụ. Nghe thật kỹ và nhắc lại theo cô nhé. The first example. See. Again. See. The second. Receive. Receive. Từ thứ ba nào. Please. Again, please. Từ cuối cùng chúng ta có people. Lại nhé. People. Ok. Chúng ta xem lại một lượt các cái từ này. Ok. Now listen carefully and read after me. See. Receive. Please. People. Ok. So I have a question for you. Which letters in Vietnamese is pronounced E? Cô có một câu hỏi cho các em là chữ cái nào cho tiếng Việt của chúng ta là sẽ được phát âm là âm y. Vậy thì chúng ta sẽ đến phần thứ hai của chúng ta, đó là cách các em nhận biết âm y như thế nào trong tiếng Việt nhé. Trường đầu tiên chúng ta thấy rằng là chữ e của chúng ta sẽ được phát âm là âm y. Với quy tắc là nếu như trước nó là một phụ âm như này, phụ âm, âm e, phụ âm từ âm e. Như trong một số từ mà chúng ta thấy sau đây. Chúng ta có từ Vietnamese, seen hay là complete. Cái nghĩa chúng ta như thế này nhé. Các em có thể là xem nghĩa trên bảng như này. Trường thứ hai, đó là chữ cái EA của chúng ta trong tiếng Việt cũng sẽ được phát âm là Y trong một số từ như thế này. Ví dụ như là từ chi của chúng ta đây, hay là meet, hay là teach. Trường thứ ba các em sẽ gặp, đó là chữ cái y y của chúng ta, hai chữ e kia sẽ được phát âm là y. Trường này khá là phổ biến, các em có thể gặp trong một số từ như là từ free, employee hay là từ agree đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có chữ e và chữ y trong tiếng Việt cũng có thể được phát âm là âm y dài như này, như trong một số từ như là silly, receipt hay là deceive đó. Và cuối cùng là trường hợp này, các em sẽ thấy rằng là chữ y ngắn và chữ e của chúng ta cũng sẽ phát âm được là y khi đứng trước chữ f hoặc là ve trong từ của chúng ta. Ví dụ như là như này, oh sorry, chúng ta có từ relieve, okay, hay là believe, hoặc là achieve, ok. Vừa rồi là một số dấu hiệu nhận biết chữ cái trong tiếng Việt mà được phát âm là âm y. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập áp dụng các em nhé. Nào, chúng ta hãy nhìn cho cô. Bài đầu tiên là các em sẽ chọn từ có phát âm khác và các từ còn lại, ok. Today words that have a different pronunciation. Đầu tiên chúng ta có cặp bốn cái từ như thế này. Các em có thể quan sát và tìm cho cô xem là cái từ nào chúng ta sẽ có phát âm khác và các từ còn lại. Thế thì cô đọc phát âm từ từ một nhé. Ok. Now, number one. A creature.
B. Feature. C. Neat. And D. Creation. Chúng ta có thể tìm một từ nào phát âm khác từ còn lại các em. Đúng rồi, đó là từ D của chúng ta. Phát âm là creation. Trong khi các từ còn lại thì được phát âm là âm E. Ok? Now, number two. Nào, trong bốn từ này thì từ nào sẽ có phát âm khác các em nhỉ? Ok, listen to me. A. Three. B. Beer. C. Peer. And D. Cheer. Chúng ta thấy rằng là B, C và D thì phát âm là ear. Chỉ có riêng A của chúng ta là phát âm là gì thôi? E. Three. Vậy đáp án chúng ta sẽ là đáp án A. Ok. Nào, cuối cùng của chúng ta có bốn từ như này. Okay, xem nào. Ok, A, key, B, pray, C, gray, and D, obey. Đáp của chúng ta là gì nhỉ? Tất nhiên đó chính là key, được phát âm là E. Trong khi các từ còn lại chúng ta được phát âm là A. Đúng không các em? Nào, một bài tập khác sẽ khó hơn một chút nhé. Trong bài tập này thì các em sẽ tìm cho cô những cái từ có phát âm là E trong những câu sau đây. Nào, chúng ta vào câu đầu tiên. Nào, quan sát kỹ câu này nhé. Ok, listen very carefully. Now, number one. Can you see the sea? Again. Can you see the sea? Các em tìm thấy bao nhiêu từ có chứa nguyên âm E? Đúng rồi, chúng ta có hai từ. Đó là từ see, động từ là nhìn, xem hoặc là chiêm ngưỡng. Và từ thứ hai là từ see. Phát âm giống y hệt từ trước, nhưng nó là danh từ, mang nghĩa là biển, đúng không nào? Nào, chúng ta sang câu thứ hai. Nào, nghe thật kỹ cô đọc nhé. Listen very carefully. A piece of pizza, please. Again. A piece of pizza, please. Nào, trong câu này chúng ta sẽ có những từ nào được phát âm là y nhỉ? Chúng ta có từ đầu tiên, đó là từ piece. Mảnh, mẩu hoặc là miếng. Từ thứ hai chúng ta có từ pizza. Ok? Chúng ta lưu ý là các em không được phát âm là pizza hoặc là pizza nhá, mà nó phải là pizza. Đây là từ có nguồn gốc từ Ý, cho nên chúng ta tôn trọng cách phát âm của người Ý. Và từ cuối cùng của chúng ta đó là từ please. Ok? Chúng ta có ba từ được phát âm là y dài. Nào, chúng ta sang câu cuối cùng. Nào, quan sát trước câu này nha, quan sát thật kỹ. Ok? Tự listen to me. Nghe cô đọc câu này này. Could you teach me to speak Japanese? Lại nhá. Could you teach me to speak Japanese? Nào, chúng ta nghe rất rõ là chúng ta có tất cả là bốn từ được phát âm với nguyên âm E. Đó là các từ nào nhỉ? Chúng ta có từ teach. Okay, động từ là dạy dỗ. Me, đại từ nhân xưng, làm tân ngữ, mang nghĩa là tôi. Động từ speak, nói một thứ ngôn ngữ nào đó. Và cuối cùng là chúng ta có từ Japanese, đó là tiếng Nhật. Okay, chúng ta có tất cả là bốn từ được phát âm là âm E. Alright, trong bài ngày hôm nay chúng ta đã học về cách phát âm âm E, cách nhận biết một số chữ cái trong tiếng Việt được phát âm là E và làm một số bài tập áp dụng để chúng ta nhận biết được âm Y trong từ và trong câu. Ok? Hy vọng là các em có thể là nhận biết được âm Y, biết cách phát âm một cách chính xác cái âm này để chúng ta sẽ sang những bài học tiếp theo. Okay? See you next time. Bye bye.